The Office, bộ phim hài huyền thoại kể về chốn văn phòng. Được phát sóng vào năm 2005, The Office là bộ phim truyền hình sitcom giả tưởng của Mỹ, mô tả cuộc sống hàng ngày của các nhân viên văn phòng. Nếu như những câu chuyện của nhân viên văn phòng luôn chứa đựng những tập giấy tờ, màn hình máy tính hay tiếng kêu của máy in buồn chán, thì The Office lại mang tới một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Phim là câu chuyện về những người đồng nghiệp chơi khăm lẫn nhau, tình cảm đồng nghiệp được xây dựng và những tình huống nói lên sự bất tài của người quản lý khi được giao trọng trách đứng đầu. Đặc biệt là nếu bạn từng ghét sếp hay công việc của bạn đang làm thì bạn phải xem ngay The Office nha. The Office mang đến phong cách một bộ phim tài liệu vui nhộn, hài hước nhưng ẩn chứa những câu chuyện sâu sắc. Phim đi sâu vào cuộc sống của người lao động tại công ty Dunder Mifflin. Tại đây thì những tin đồn, những trò đùa ngớ ngẩn hay cả câu chuyện anh này thích chị kia nơi công sở cũng được đưa hết lên phim. Và chương trình này thực sự phù hợp với bạn. Nếu bạn ghét sếp của bạn đấy.